người mà tiếp xúc với bạn hàng ngày, hoặc là người lạ vô tình lướt qua mà nhìn thấy bạn đó gọi là duyên. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người có tin vào cái câu chuyện là duyên kiếp tiền định không? Có nghĩa là tình duyên ở kiếp trước có thể kéo dài cho tới ngày hôm nay. Và ngày hôm nay mình cũng tình cờ lướt Facebook và mình xem được một cái video này. Theo tài liệu cổ của Trung Quốc mình đã từng đọc ấy, thì có một cái dấu hiệu để nhận biết rằng là kiếp trước mình có lời hẹn ước với cả người yêu của mình hoặc người chồng, người vợ của mình rằng kiếp này mình sẽ tìm lại nhau. Và các bạn có một mối nhân duyên đó rất là sâu sắc, sâu đậm, lãng mạn. Thì các bạn để ý trong mắt của mình ấy, xem có cái nốt ruồi ở phía trong nhá, ở trong lòng trắng của mắt, mà nhất là mắt bên phải nhá. Ai mà có cái nốt ruồi ở phía trong lòng trắng mắt bên phải này này thì chắc chắn là các bạn kiếp trước đã có một lời hẹn ước gì đó để kiếp này mình gặp lại người bạn, người yêu, người vợ, người chồng của mình. Thì các bạn thử để ý xem mình có không, hay là người yêu, hay là vợ, hay là chồng của mình có không nhé. Thử để ý xem. Đây, một ruồi trong mắt nha các bạn. Sau khi mà nghe xong cái con nhỏ này nó nói ấy, thì mình mới phát hiện ra là nó đang nói về mình. Như vậy là kiếp trước mình đã để lại một lời hẹn ước gì đối với ai rồi, và đến bây giờ chưa tìm được ai luôn. Khổ nỗi là con nhỏ này nó không có nói dấu hiệu nào để mình nhận biết được cái người mà kiếp trước mình đã để lại lời hẹn ước. Bó tay thiệt chứ. Đó, một ruồi trong mắt là vậy đó sao? Bao lâu nay mình mới biết ra cái chuyện là một ruồi trong mắt đó là cái chuyện duyên tiền kiếp. Có phải vậy không, ai biết? Tạm thời cứ nghe vậy thôi ha các bạn ha.